Hi, chào cả nhà nha. Đó, hôm nay mấy anh em mình đang chuẩn bị bắt cái bảng TMT Mô Tô, con đường làm giàu của bạn nè. Đó, chương trình nè, vay mua xe 80% được hỗ trợ từ ngân hàng nè. Thứ hai là duyệt hồ sơ nhanh trong vòng 24 giờ, không yêu cầu chứng minh thu nhập nè. Thứ ba là chính sách bảo hành chính hãng lên đến 3 năm. Đó là những cái thông tin về chiếc xe của mình. Đó, một anh chàng rất là bảnh trai đến từ TMT Mô Tô. Đó, và trên tay có rất là nhiều vàng, rất là nhiều tiền nha. Cả nhà chỉ cần là gì? Mua xe. Đó, trong đó có những chiếc xe tải thùng, tải ben thì chúng ta sẽ chạy xin lời một tính ra một ngày á thì theo kinh nghiệm của mình là khoảng 1,5 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu là cả nhà vô tư trong tầm tay khi mà mua xe tại TMT Mô Tô nha. Và bên này nữa, các anh em cũng nhìn thấy là những chiếc xe xe mini, xe điện Wuling Hồng Quang Mini rất là đẹp, một chiếc từ khoảng 220 triệu cho tới 270 triệu, chạy là từ 120 cho tới 170 km trên một lần sạc. Ok ha. Rồi, còn đây là các anh em nhà mình hôm nay sẽ bắt cái bảng này lên để các anh chị mà đang đi đường này nè. Đó, đi từ quốc lộ đi qua là sẽ nhìn thấy rất rất là rõ luôn ha. Đó, đi từ hướng bên kia. Địa chỉ showroom á thì ở ngay tại 1454 quốc lộ 1A, phường Thái An, quận 12, tức là nằm ngay chỗ ngã ba của Lê Thị Riêng. Đó, ngay chỗ chung cư nè. Bên phía bên này là Ủy ban Nhân dân ha. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp cái bảng đẹp không? Đó, bảng này do chính tay mình thiết kế luôn á. Rất là đẹp. Ồ, cái logo, logo chỗ này, vị trí này rồi đúng ra hơi thấp thấp, xíu nữa là đẹp nè. Đó, cơ bản thì cũng rất là chuẩn rồi ha. Bắt lên để mình xem thử như thế nào. Đó, 17 tấn, 8 tấn 3 chassis 10x4, 21 tấn. Đây, 21 tấn nè. Hổ vồ 6x4 thùng vuông. Đó, 8x4 thùng vuông. Thùng ben thép. Đó, tháp ben Hiva. Đó, tháp ben Hiva. Khả năng chuyên chở rất là vượt trội từ những cái con tải ben này nha. Còn tải thùng là một hô vô 160, 130 thì có chương trình giảm lên tới 30 triệu đồng. Đó, và đây là con Zibo được tặng phiếu nhiên liệu lên tới 20 triệu nè. Đó, tải trọng là 3 tấn 45, bán kính quay đầu 5m6, được trang bị phanh hơi. Đó, mã hiệu là 350D phanh hơi ha. Còn bên này là một con được rất là nhiều các anh chị em mình yêu thích luôn, là con Tata Subway, được trang bị động cơ máy dầu chỉ 6 lít trên 100 cây. Đó, con này hiện tại đang có chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ cộng với phiếu nhiên liệu, phiếu dầu lên tới 10 triệu đồng ha. Rồi, anh em mình cùng chiêm ngưỡng một chút kho hàng, kho xe của TMT Moto Sài Gòn. Đây là con Tata Super A thùng lửng ha. Đó, còn con bên này là con Zibo 990 kg. Còn những bên này là nguyên cả một cái dàn xe tải trung ha. Hổ vồ Sinotruk rất là bền bỉ, rất là mạnh. 10580D. Đó, đó là mã hiệu. Các anh em mà mình đang cần thêm bất cứ những thông tin chi tiết thì có thể là vào trong website TMT Moto Sài Gòn để xem thêm thông tin nha. Đây, cả nhà có thể vào trong địa chỉ website nè. Đó, tmtmotosaigon.vn. Hotline 0983481948. Đó, mọi người có thể gọi 24/7 để các anh em có thể liên hệ ngay ha. Một slogan rất là hay luôn, con đường làm giàu của bạn rất là hay. Chữ này là ở phía đằng xa cũng có thể là thấy rất là rõ đó. Lần sau thì chắc có thể là mình sẽ tăng cái font này lên một chút nữa, to một chút nữa. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà. Để chờ xem cái background này hoàn thiện thì mình sẽ đứng ở phía sau, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.